Sakura Montessori, ngôi trường mầm non hiện đại với chương trình học chuẩn quốc tế, có gì đặc biệt? Hãy theo chân bé Minh Trang để cùng tìm hiểu nhé! Montessori là giờ học chủ đạo trong một ngày của bé tại Sakura Montessori. Đây là thời gian để bé hình thành sự tự lập, tự tin, tăng khả năng khám phá, sự sáng tạo và tìm ra niềm đam mê của mình thông qua những giáo cụ trực quan thú vị. Mỗi ngày, con được chọn hoạt động yêu thích của con. Thời lượng học Montessori liên tục không ngắt quãng để đảm bảo trẻ thực hiện chương trình làm việc tập trung và hiệu quả. Thời khóa biểu như hiện nay được thiết kế sẽ phát triển các tố chất ở trẻ, đó là sự độc lập, sự tự tin, tính kỷ luật, sự tôn trọng, tinh thần hợp tác và tình yêu thương. Sau 6 tháng thì bé nhà chị rất là tự tin, con tự giác với các hoạt động của mình, ở nhà cũng trở nên tự lập hơn. Ví dụ như là một số cái các hoạt động vệ sinh cá nhân là con đều có thể tự làm hoặc là giúp mẹ một số công việc nhà, ví dụ như gấp chăn màn, gấp quần áo, con cũng đều tự giác tự làm hết ở nhà. Giờ học tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ cùng với các bài học sôi động gần gũi giúp trẻ nói tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ. Teacher Abby dạy bài hát tiếng Anh và rất nhiều từ mới. Bây giờ con không sợ tiếng Anh nữa. Giờ văn hóa Nhật chỉ có tại Sakura Montessori, nơi trẻ được học cách ứng xử, tác phong nề nếp của người Nhật để trở thành những em bé ngoan và lễ phép. Điểm đặc biệt tại Sakura Montessori, trẻ được học chương trình thể chất chuẩn Nhật Bản Zappa. Trẻ được làm quen với xà, chơi bóng, tập nhào lộn, từ đó nhanh nhẹn, mạo dạn và phát triển toàn diện thể chất. Hôm nay con được học cách nhào lộn. Về nhà con sẽ quen với mẹ. Mỗi ngày đi học đều là một ngày vui. Sakura Montessori, nơi nuôi dưỡng tâm hồn của những đứa trẻ hạnh phúc.